chào mừng quay trở lại cùng Rượu Ngon. Và ngày hôm nay, hãy cùng tôi tiếp tục hành trình khám phá những chai whisky. Trong số video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí với bạn loại whisky mà bạn nhất định phải thử trong đời. Và đó là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá thôi nào. Tôi là một người yêu thích đi du lịch và với tôi đi du lịch có 3 tầng nghĩa: du ngoạn, trải nghiệm và thay đổi. Vậy du ngoạn là gì? Du ngoạn là bạn sẽ đặt chân tới những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà chưa từng có trong trí nhớ của bạn. Vậy còn trải nghiệm? Trải nghiệm thì không chỉ có du ngoạn mà bạn sẽ có những sự xúc tác, giao lưu và trò chuyện với những người dân ở đây để có thể hiểu nhất về văn hóa, phong tục của họ. Vậy còn thay đổi? Để tất cả bạn sẽ có thể cân bằng lại cảm xúc của mình, nhìn nhận lại bản thân mình trước đây cần có những sự thay đổi gì trong tương lai. Và nếu như bạn là một người yêu thích rượu whisky thì chắc chắn một chuyến tới Scotland thăm thú những xưởng rượu ở đây thật là tuyệt vời. Và loại rượu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn là rượu Ledage. Rượu Ledage thì gồm có hai loại, một loại có hương vị tham bùn, một loại không có hương vị tham bùn. Và nếu như bạn được đến thăm xưởng rượu này tại Scotland thì bạn sẽ biết rằng vị giám đốc của xưởng rượu này là một anh chàng 30 tuổi. Anh ta có chia sẻ, anh ta thừa kế và tiếp tục công việc của bố anh ta để lại. Bố anh ta trước đây cũng là giám đốc của xưởng rượu này. Tuy là giám đốc nhưng họ không sống trong những ngôi nhà xa hoa hiện đại, mà họ sống trong một ngôi nhà ở ngay ngư thôn cạnh gần xưởng rượu của mình. Đây là nơi mà ít người sinh sống, cũng chẳng mấy ai qua lại. 3 thế hệ gia đình nhà họ đều sống ở đây với mong muốn có thể đem tới những chai rượu ngon, và những chai rượu đã là một phần trong cuộc sống của họ. Xưởng rượu này được đặt tại gần một bến tàu. Gần bến tàu thì có điểm đỗ tàu. Điểm này để cho những ngư dân nơi đây đỗ tàu mỗi khi trời nổi cơn giông hoặc là mưa to bão lớn. Xưởng rượu này mở ra với mục đích ban đầu là nhằm để cho những cư dân thưởng thức khi trời mưa to bão lớn. Khi mà họ đang đỗ tàu trên bến, chúng ta có thể ngửi thấy vị mặn của biển, mùi hải thảo và mùi than hơi nồng. Khi thưởng thức loại rượu này thì bạn sẽ cảm thấy giống như là việc chúng ta đốt củi sưởi ấm trong ngày mưa to bão bùng, để rồi cảm nhận được mùi hương của củi, vị mặn phảng phất của biển, vị nồng nàn, mê man, ngọt ngào và tuyệt vời. Và quan trọng nhất là nó mang lại tinh thần của một dòng họ, một thế hệ. Ngoài biết được hương vị của chai rượu, nếu chúng ta biết được câu chuyện đằng sau một chai whisky, chúng ta sẽ còn cảm nhận được nhiều điều thú vị hơn nữa. Nếu như bạn đã thưởng thức loại rượu này, hay là muốn chúng tôi bình luận về bất cứ loại rượu nào thì hãy để lại cho chúng tôi ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Say goodbye!